Dạ, Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay thì Quỳnh Trung xin được phép gửi lời chúc tốt đẹp đến quý cô chú anh chị và các bạn mình. Hôm nay thì Quỳnh Trung quay trở lại thăm hai bà cháu, dì Sáu có đứa cháu tên là Cẩm Ly, bé 6 tuổi bị sứt môi quý cô chú anh chị. Khi mà Quỳnh Trung úp cái video về bé Ly lên thật sự là rất là nhiều cảm xúc quý cô chú anh chị. Trong đó thì rất là may mắn bé Cẩm Ly được đưa lên Sài Gòn để thăm khám và phẫu thuật cái môi của cô chú anh chị. Và hôm nay Quỳnh Trung vào thăm lại bé Cẩm Ly cũng có một cái tin vui và một cái tin hơi buồn Quỳnh Trung gửi đến quý cô chú anh chị mình. Một cái tin vui là bé Cẩm Ly được quý cô chú anh chị mình hùng quân mình, quý cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên California và Arizona có hỗ trợ cho bé Cẩm Ly và bà ngoại một cái phần quà. Và một cái tin buồn thì là bé Cẩm Ly hiện nay vẫn chưa được phẫu thuật với cô chú anh chị. Thì cái câu chuyện như thế nào, Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình cùng với lại Quỳnh Trung vào thăm lại hai bà cháu để tìm hiểu thêm nguyên nhân vì sao mà bé Cẩm Ly vẫn chưa thực hiện được cái ca phẫu thuật. Bây giờ Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình. Dạ, bây giờ thì Quỳnh Trung mời quý cô chú anh chị mình cùng với lại Quỳnh Trung thăm lại dì Sáu. Hiện tại thì quý cô chú anh chị mình biết không, cái tình hình dịch bệnh nó đang diễn biến lại khá là phức tạp ở quý cô chú anh chị. Hằng ngày thì vẫn tiếp tục có những cái ca bệnh nó gia tăng trở lại, cho nên là Quỳnh Trung phải mang khẩu trang để, tại vì Quỳnh Trung thì đi ra bên ngoài không à. Con chào dì Sáu. Sáu ơi, dạ Sáu có nhà. Dạ rồi, bé Cẩm Ly bữa nay sao rồi? Trời ơi, đi chở này về nó cũng thiếu máu, mang bà già ngồi đợi. Dạ. Kết quả thiếu máu cái buồn dễ sợ luôn. Vẫn là thiếu máu nữa sao? Thôi để tí nữa kể cái vụ này sao ha. Sáu bật đèn, có đèn không? Con mở đèn xíu cho sáng sáng xíu nha. Anh em bên này điện không? Ồ, điện dữ à. Rồi Cẩm Ly tắt máy điện thoại đi con. Tắt máy điện thoại cho chú Trung trò chuyện xíu coi. Dạ. Rồi Son xuống đây con ngồi với ngoại đi. Dạ. Dạ. Sợ hả? Sợ con sợ ngoại khóc hay là sao? Rồi hôm trước đi Sài Gòn vui không? Vui không? Đi trở về bệnh luôn. Dạ. Đi mấy ngày sao? Đi bữa trước bữa sau về rồi. Là đi bữa trước bữa sau về rồi. Đi lên chở đêm đó sáng lại thứ hai là nó khám xong chờ kết quả là nó xong kết quả là nó cho mình về rồi. Dạ. Ừ. Sao ơi thì hôm trước đó khi mà lên đó thì bác sĩ cũng thăm khám rồi này kia thì nói hiện tại thì bé Cẩm Ly chưa đủ sức khỏe mà chưa đủ máu mà. Chưa đủ sức khỏe mà chưa đủ máu luôn. Trời ơi. Nó kén ăn quá giờ thì hổng về ngoài. Dạ. Ở nhà ngoại sấy cháo rồi cho nó ăn, sấy củ cải gót, khoai tây rồi cá rồi nè cho nó ăn. Dạ. Hôm bữa nay đó. Ăn uống rồi tẩm bổ, con ngồi lên con Cẩm Ly ngồi lên. Có đựng làm gì? Ăn uống đồ để tẩm bổ lấy cái sức khỏe lại sao. Tháng sau đi nè. Dạ. Là đầu tháng sau. Tháng sau nó còn nghe nè. Sáu phải ra ngoại khám cho nó coi đủ máu hả đi. Ra bệnh viện đa khoa mình hả sao? Dạ đúng rồi Sáu. Dạ. Đừng ngồi làm ba phiền quá. Dạ. Rồi chị nằm đủ máu thôi đi nữa. Dạ. Để nó không đủ sức khỏe rồi đủ máu đi về tốn tiền, không người không có tiền á Dung. Dạ, con xin phép con gắn cái mic vô cho Sáu. Dạ. Khổ gì đâu. Mất hai ông bà già ngồi gặp mà cái gì? Cô gì chảnh á? Một chị ở Sài Gòn. Chị đó, cô đó đã phủ cũng được lắm, phủ lại cái động viên Sáu rồi, nói Sáu như chờ đợi thời gian coi có đủ khỏe không vậy đó. Cái cũng được lắm, cô đó cũng được. Thật sự Sáu biết không, khi mà con up cái video lên mà chưa có nhận được nhiều cái thông tin tốt á, nhưng mà nhận được một cái thông tin là được chị giúp đỡ như vậy, thật sự là con rất là mừng luôn, thật sự luôn là con nghe mà chị nói dễ sợ luôn. Dạ. Nên giỡn mà có người vậy mình cũng đỡ một chút. Dạ. Ừ. Có nghĩa được. Là chị lo tất cả chi phí rồi cho bé Cẩm Ly hết luôn Sáu ha. Lên giỡn là Sáu như là không phải là cho, nhưng mà cũng như là cái đoàn tài trợ đó. Dạ. Còn người ta cho mình là 500. Dạ. Cho 500 là cái tiền xe, hỏi mình ở đâu, như là ở gần thì như là cát, như là bao nhiêu đứa nít lợi thì người ta cũng phát tiền cho người gần thì 300, xa thì 500, là Sáu được 500, Sáu ở Kiên Giang Sáu được 500, mà nói chung là cái gì vô là nhiếm là được trước hết, cũng như mình cái cô đó cũng làm trong bệnh viện luôn đó. Dạ. Vậy là bé Cẩm Ly được ưu tiên nhất kìa. Ưu tiên lắm, lên trển là cô cũng thương lắm. Cái Hà gà nói chuyện với Sáu của cô đó nói chuyện với Sáu lắm.
rồi cái bắt đầu chờ hai ông bà già ngồi trông đợi cho coi có kết quả. Dạ. Cái đợi kết quả xong cái nói trời thiếu máu sao buồn dễ sợ luôn, công trình mình đi tới lên chỗ. Dạ. Lúc đó nghe hụt hẳn. Dạ. Buồn liền chứ hụt hẳn gì nữa, buồn đi đã rồi mình không có tiền đi rồi lên chỗ còn không có được đủ sức khỏe để mà làm cho nó nữa. Dạ. Nào biết sao lúc sáu đi là sáu đã tính là khám sức khỏe cho nó rồi mới đi. Dạ. Là cô kia nó nói thôi lên chỗ đi, có người ta khám sẵn luôn. Dạ. Mình khỏi tốn tiền, như cô kia cũng sợ mình ở đây tốn tiền gì đó, lên chỗ người ta tốn ra người ta khám khỏi tốn tiền phải không. Dạ. Cái ngồi sáu đợi, sáu với ngoại đợi tới gần 2 giờ cái nhím nó mới tiểu đó. Yeah. Rồi nó mới là khám xong cái là vô bác sĩ khám hả miệng nhím ra làm tất cả hết rồi cái. Yeah. Sao chờ đợi nữa, chờ đợi một khoảng cỡ một tiếng mấy sau là vô cho kết quả là không được. Yeah. Hàng chục hàng trăm đứa nít luôn, nó bị xuất. Yeah. Môi không luôn. Nhưng mà những ca kia là thấy nặng hơn mấy ít hơn nhỏ nhỏ ít còn có đứa thì nhiều, ít cũng nhiều người lắm. Yeah. Quá trời đông luôn rồi. Yeah. Ngày sáu nói con nghe chờ lên chở mà sáu thấy nói cẩm ly mà không đủ máu không khỏe, sáu xuống liền luôn. Yeah. Thấy buồn liền vậy đó. Yeah. Rồi xong cái hai ông bà ra cái nó kêu chuyển qua bên bệnh viện khoa nhi gì đó. Yeah. Ở bên đó cái là đi ra bển, hai ông bà già ngồi đợi đặng một giờ mấy đặng nó mới vô đặng nó bắt giấy rồi bắt số rồi nó mới vô mới khám rồi. Yeah. nó mới đưa ấy ra to mình mới ra ngoài mua thuốc. Yeah. Rồi hai ông bà già ngồi cái trong xe trong rồi xong ra ngoài khám xong ra mua thuốc xong cái hai ông bà già ý diễn ngò dạ con xin lỗi. Rồi có bắt đầu hai ông bà già ra tinh thủ đón xe đi về luôn, ở chỗ anh chỗ đâu mà lên đó mình muốn. Dạ. Nhà trọ tiền không. Dạ. Thôi sáu vậy cái hai ông bà già xong ra hai bà già đón xe ra bệnh viện ra ngoài xe đi về liền luôn. Dạ. Và trong là 2 giờ chiều luôn. Dạ. Là về tới đây là 8 mấy. Dạ. Giờ nó chạy lẹ ghê thiệt. Yeah. Là 8 mấy về đây hai ông bà già sớm người là ai cũng thấy trời ơi nói tội nghiệp quá trời, hai ông bà già ráng đi chở mà không đủ gì đó. Yeah. Về tới đây ai cũng nói trời ơi tội cho nhím quá, cái nói đi biết sao bây giờ, tại số phận nó không được đủ máu nó không chịu ăn thì sao bây giờ đây phải không sáu. Yeah. Cũng muốn cho nó đủ ăn mình may cho nó mà đấy sáu cái hy vọng là tháng sau thì giá cho nó tháng sau được cũng đủ đi đi chở cho mình làm. Yeah. Ráng cho nó ăn. Rồi giờ rồi uống thuốc, rồi là bình thường không sao? Uống ăn uống bình thường, uống cho nó hổm ngày sáu thuốc giải nó cho uống bổ máu nè. Rồi. Dạ. Thuốc ăn được nè. Dạ. Rồi sáu ơi, sau khi vậy mà con làm cái video về bé Cẩm Ly như vậy á thì mẹ của bé Cẩm Ly có gọi về hỏi thăm chưa sáu? Vẫn chưa luôn sáu ha? Chưa. Dạ. Chưa hỏi gì chưa. Chắc có thể là cái video của con nó chưa có truyền đạt. Dạ. Được đến mẹ của bé Cẩm Ly. Ừ. Dạ. Có thể khi mẹ nó không có xài điện thoại. Dạ. Có thể là gì? Nếu không. Dạ. Đi nếu xài điện thoại thì mẹ nó cũng bấm vô đó thấy vậy ha. Dạ. Là không chắc không có xài luôn. Không may mắn rồi, nếu mà may mắn được là hôm nay là về là đã là, mà hôm nay cũng được cận. Dạ. Từng rồi ha. Cận từng con rồi. Có quà không? Ừ. Có chứ. Dạ. Có quà không rồi đi mẹ. Để chú qua qua đây ngồi chú coi. Đó, dạ. Ngồi chú chung coi. Qua đây ngồi. Dạ, chú chung. Ngồi chú chung coi. Dạ, ngồi chú chung với lại. Dạ. Ừ. Có nói ngoan không? Nói ở nhà với ngoài có ngoan không? Có. Và nếu mà phẫu thuật được là về là bạn đâu, bạn đâu có cười được nữa đúng không? Nó thiếu máu thì cho mình cái miệng nó xanh lè không? Dạ dạ nó sao? Không có đủ sức khỏe. Dạ. Luôn á. Rồi mấy hôm nay thì công việc của sáu thì như thế nào? Có sáu về rồi sáu nghỉ 2 bữa sáu mới đi làm lại. Dạ. Cái giờ buồn ngủ mà quải quá trời luôn rồi. Rồi sáu. Dạ. Mới làm nay nó 2 ngày. Dạ. Đi làm. Sắp tới đây thì tình hình dịch bệnh tới thì không biết. Dạ. Sao nữa sáu ha? Nữa nè sáu đang gầu nữa nè. Không. Dạ. Mà làm áo cưới này khi có dịch bệnh ta đâu có làm đâu. Mình. Dạ, phải nghỉ. Dạ. Mình phải nghỉ rồi lúc đó mình mới thất nghiệp là mình đang gậu vậy nè. Dạ. À, thật sự thì quý cô chú anh chị mình biết không, hôm nay thì Quỳnh Trung đến đây thì cũng có 2 cái tin. Một thứ nhất là cái tin vui là con nói tin vui trước sáu để dạ. Cái tin buồn thì quý cô chú anh chị mình nãy giờ thì cũng biết rồi, giống như đầu video Quỳnh Trung có nói là bé Cẩm Ly hiện tại là vẫn chưa được phẫu thuật, quý cô chú anh chị cũng rất là mong sắp tới là cháu nó sẽ đủ máu để tiến hành cái ca phẫu thuật cho nó thành công tốt đẹp. Và cái tin vui hôm nay thì con đến đây thì con cũng có nhận một cái món quà của quý cô chú Mạnh Thường Quân bên nhóm Hoa Sen Trăng Như ở bên California và Arizona. À, có gửi về cho sáu là $200 sáu nha. Ui. Dạ. Ôi, mừng quá chúng ơi. Dạ. Rồi gần có dịch bệnh đó bếp điện như sáu mừng quá trời luôn rồi. Cái kiểu chứ. Chỉ mà mừng mới mừng. Con qua ngồi với ngoại đây rồi cho chú gửi quà. Không mừng với. Dạ. Chú vậy. Mừng không? Mừng quá chúng
ơi là Trung. Yeah. Dạ thì Quỳnh Trung hôm nay đến đây thì cũng thay mặt cho cô chú ở nhóm Hoa Sen Chân Như, 200 đô thì con đổi ra tiền Việt là được 4.640.000. Sao mừng thiệt á. Yeah. Mừng thiệt, sao mừng muốn khóc luôn á. Thì sao mừng sao tại vì sao mừng một ngày sao mừng được có 200.000 chứ, nhưng mà nghe thấy 4 triệu sao mừng thiệt. Có 4 triệu thôi mà mừng gì đó mừng hả? Mừng á, tại lúc biết sao không, ngày nào lấy tiền ngày nay sao sợ hết trơn, sao đâu cầm được số tiền nhiều đó. Wow, có tiền. Như sao mừng ngày sao lấy 200 về mua sữa chứ. Dạ. Ngày xưa có tiền cái... có mừng thiệt. Dạ, không thì có nhiều, không có nhiều nhưng mà chú Liên ngồi xếp đây nha, để chú gửi tiền cho ngoại. Dạ. Thì đây sao mừng mà tới khóc luôn như vậy. Nhưng mà gần tới dịch thì mà mình gần tới đám cưới rồi. Cho con cháy đi. Thôi con ngồi đồng hoàng đi. Ngoại khóc nữa rồi kìa, ngoại mừng ngoại khóc nữa rồi kìa. Lo mắt cho ngoại đi, thì đây con gửi 6 nha, đây sao để con lại 1 triệu. Điếm gì đâu. Dạ, con đưa tiền cho ngoại đi. Con đưa tiền cho ngoại. Cảm ơn Trung ơi. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Trung ơi, Trung 640 ngàn. Nhà con làm tròn là 6 triệu 6 4 triệu 650 ngàn. Đó. Rồi con gửi 6 nha. Thì dạ. Sao đang không có lúc này hầm mà gì không gài sao mới đi làm bữa nay được 2 ngày đó. Bây giờ con hỏi thật nè, đang lúc khó khăn như thế này mà Sáu nhận được một cái phần quà từ quý của chú mình nên quên vậy để sao cũng thế nào. Sáu cảm ơn dễ sợ luôn, cảm ơn cô chú này, cảm ơn cái gì, cô gì. Dạ đây là tấm lòng của quý của chú mình bên nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên Mỹ. Sáu cũng cảm ơn. Dạ. Sáu không biết nói chuyện. Con rồi con cầm đi, con cầm đi. Con cảm ơn vậy. Cảm ơn dạ. Cảm ơn cô chú. Con cảm ơn ông bà đã hỗ trợ cho con. Con cảm ơn ông bà hỗ trợ cho con. Con cảm ơn nhiều lắm. Tặng con ăn uống có sức khỏe. Có tiền tặng con ăn uống sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô, nói đi con. Ngoại ngoại con cảm ơn mấy chú, mấy cô. Sáu mừng lắm quý cô chú anh chị. Có tiền rồi sắp tới mình đóng tiền nhà trọ rồi sao. Cũng đỡ luôn rồi, ấy là chỗ ăn hổm gài Sáu đi mua. Dạ. Con cá lóc. Cái mua ta chỉ mua cải bó xôi đó. Dạ. Nấu cháo rồi cho nó ăn hổng gài đó. Mấy bữa nay gái trời tới tháng sau nó đủ sức khỏe sao đi chợ nó mày. Nếu nó càng lớn nó càng khó mày. Dạ. Bác sĩ nói nó lớn càng mày khó mày. Rồi con để tiền rồi vô cho ngoại cắt nữa nha. Đây cầm tiền dơ đó con, cầm tiền là sao cảm ơn dạ. Chung hay Chung. Dạ không có gì sao. Có. Đây là tấm lòng của quý cô chú Mạnh Thường Quân bên nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên California và Arizona, Mỹ Sáu nha. Dạ thì Sáu gửi cho những chị gan ngồi xuống đây con. Cô chú gửi cho Sáu thì cũng kèm với lời nhắn là chúc cho Sáu sẽ an tâm. Tại vì cảm ơn dạ. Chung. Nhờ có Chung mới có Sáu mới có tiền như vậy chứ không có Chung Sáu. Khi Sáu làm nói tiếng 6-7 triệu nhưng sau thì ngày nào Sáu lấy tiền ngày nãy rồi Sáu xài Sáu. Dạ. Rồi bây giờ mình cầm số tiền nhiều thấy mình cũng mừng quá. Dạ. Nó cũng dạ. Cảm ơn. Dạ. Con ngồi xuống đây đi con. Con quậy quá quậy rồi. Dạ. Ly nó quậy á. Nhưng chắc cũng mừng đúng không? Mừng. Con mừng không? Con mừng khi mà có đi. Tiền không? Con mừng nó đi. Con mừng. Dạ. Rồi sắp tới là dịch đồ để kia tới là có tiền sao để dành tiền dạ. Để có tiền tới đó có tiền để xài để dạ. Mình mua sữa cho nhím con gì mua đồ ăn cho nó ăn tới tháng sau đó đủ máu rồi cô sao xài không đi nữa đó dạ, dạ. Rồi con cầm đi con quậy quá để cho ngoại nói chuyện nha, để cho ngoại nói chuyện với chú nha. Dạ thì hôm nay thì Quỳnh Trung đến đây cũng có trao quà cho cô Sáu đây là mẹ là ngoại của bé Cẩm Ly quý cô chú anh chị thì con xin phép 6 phút để gửi lời cảm ơn chi ân đến những cô chú ở bên nhóm Hoa Sen Chân Như đã đóng góp hỗ trợ cho mình Sáu nha. Dạ, xin được phép gửi lời chi ân đến chú Nguyễn Đức và cô Thu Lan, chú Nguyễn Ví, bà Trần Hưởng, bà Trần Marie, anh Hoàng Kim Lân, chú Hoàng Lâm, bà Đinh Muội và cô Văn Trương, chú Bùi Vũ và mẹ, cô Yến Lan, chú Tuấn và gia đình. Anh Phạm Danh, chú Cường Lan và cô Golia, cô Hồng Lan, chú Sĩ Lan, cô Phượng Lan, chú Hoàng Châu, ông Bon và bố Trúc, cô Hoàng Phúc, chú Nguyễn Trúc, ông Ngọc Ẩn và bà Thảo, cô Ngọc, cô Hàng Nguyễn, cô Gọn và chú Bủ Trần, bà Kim Loan, bà Thạch Nguyễn, gia đình chú Việt Ngô, Trúc Lê, Annie và Vincent. Về phía Arizona gồm có bác Mỹ Khánh và bác Cảnh Đức, cô Hồng Lê, chú Hòa và dì bé, cô Mai Thu Lan và em Jimmy, cô Kim Hoa Ngọc Hải. Về nhóm thân hữu của nhóm Hoa Sen Chân Như gồm có cô Yến Phạm, chú Tài Diệp, cô Tammy, cô Hạnh Trần và chú Vũ Hiền, cô Vũ Kim Cúc và cô Vicky Dương, bà Nguyễn Giáp Tiên, chú Chí và cô Anh, cô Tô Linh Kiều, bà Phú, chú Cường và cô Huyền.
Sáu cũng gửi lời cảm ơn mấy cô mấy chú cũng có phần giúp đỡ cho bé Cẩm Ly đang có tiền nặng mai mốt cho nó ăn cho đủ sức khỏe đi thành phố may cái miệng nó. Sáu cũng cảm ơn mấy cô chú. Đó là những cô chú và bên nhóm Hoa Sen Chân Như đã đóng góp hỗ trợ cho cô Sáu. Đây có một cái phần quà. Không những ở trường hợp của cô Sáu đâu, còn rất là nhiều hoàn cảnh từ trước đến nay Quỳnh Trung làm và được sự cho phép cũng như là quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân bên nhóm Hoa Sen Chân Như xem xét qua và hỗ trợ cho những hoàn cảnh thì thật sự Quỳnh Trung cũng rất là chân thành cảm ơn nhóm cô chú ở Hoa Sen Chân Như và thầy đã tin tưởng Quỳnh Trung, giúp cho cái nhịp cầu nối của Quỳnh Trung đến những cái hoàn cảnh khó khăn. Và Quỳnh Trung cũng gửi một lời cảm ơn mang ơn chân thành đến quý cô chú anh chị mình. Sáu cũng cảm ơn con, nhờ con mà Sáu không được có số quà mai mốt có tiền cho nhím đi ăn đi thành phố, mai mốt đi hổm là đi thành phố không đi chảnh còn đi về ăn uống là 1,000,000 đó. Rồi mình đang không có tiền rồi mình còn đi chảnh, nếu mà may được thì quá trời đỡ luôn, đi chảnh may không được hai bài ngồi lên xe ngồi hai bài nói chuyện trời ơi. Đã mình không có tiền đi lên đây rồi còn may không được nữa. Ao ước cho Cẩm Ly lên chỗ nó may được mình về mình mừng. Mà lên chỗ cái nói Cẩm Ly bị thiếu máu trời Sáu buồn dễ sợ luôn. Mình thấy nó lúc mà lá Sáu dính đi chỗ là Sáu nó yện lên cho có cô gì bữa hổm con nói đó. Là cô nói thôi đi đừng có lên để khám khỏi lâu lên chỗ đi cho người ta khám biết đó. Rút ra Cẩm Ly mà không máu gì. Rút máu để xét nghiệm á sao? Vì mấy bữa nay bệnh hổm gà mới hết. Ho rồi bị sốt rồi xanh lè xanh lét nè, mấy bữa nay nè ông ngoại hổm gà Sáu mấy đi. Ông ngoại kêu thôi bây giờ bà người ta chỉ cho Sáu mua cá lóc. Với mà cái gì? Cháo với bó xôi đó, Sáu về Sáu nấu cháo hổm gà nó ăn ngày ăn 2-3 chén hổm gà nó ăn nấu uống thuốc nó mới ăn được đó. Cho bổ lại có máu lại Sáu. Rồi đó đặng nó đi đó. Trời ơi, Sáu mừng quá Trung ơi, cảm ơn con và Quỳnh Trung thì cũng rất là hy vọng sắp tới thì sắp tới thì bé Cẩm Ly sẽ đủ cái tiêu chuẩn của bên bác sĩ để tiến hành cái ca phẫu thật các quý cô chú anh chị. Gái cho được đi lên chỗ anh mày cho nó. Hôm qua nè, đi tháo dắt lại này cái thằng nhỏ nhỏ vậy nè nó miệng Cẩm Ly sao vậy, miệng nhím sao vậy, tại tên ở ngoài tên nhím. Sao nó nhím nó bị té. Nó nói trời ơi, té gì đau không? Đau không? Cầm đeo nhím hỏi thằng trai nha. Hai đứa nó chơi chung với nhau. Sao nó còn thấy không? Con phải hổm con ăn được, khỏe sức khỏe rồi. Bây giờ con may được rồi sao? Bạn con đâu có hỏi gì. Thông qua cái video mà hôm nay Quỳnh Trung làm cái video thăm lại bà cháu của bé Cẩm Ly thì Quỳnh Trung cũng gửi một lời cảm ơn chân thành đến chị Xuân Hương ở Sài Gòn đã hỗ trợ Quỳnh Trung để mà giúp đỡ cho bé Cẩm Ly được phẫu thuật quý của chúng chị. Tuy rằng là bé Cẩm Ly hiện tại chưa có đủ sức khỏe tiêu chuẩn để mổ, nhưng mà rất là mong sắp tới sẽ đủ cái tiêu chuẩn, thì sắp tới nếu mà đầy đủ hết thì lên đó vẫn được chị Hương hỗ trợ khi mà Sáu nghe chị Hương hỗ trợ gì về Sáu vui mừng, không? Sáu mừng. Đêm nữa chắc mắt ăn mắt ngủ không hả Sáu? Ngủ luôn, thấy đinh xe thấy không ngủ được đâu. Dạ. Nên chẳng là mừng. Vô lại là Cẩm Ly ưu tiên, vô là khám liền, vô là như là lo, như là giấy được là cô đó cũng làm hết. Dạ. Mình cũng khỏe, mình cũng lên chỗ mình đâu có biết được chụp, cô đó cũng làm, cô chỉ. Dạ. Rồi cái bắt đầu bên người ta hỗ trợ cho mình 500,000 tiền về xe. Dạ. Cũng cảm ơn cô Hương đó. Dạ. Cũng rất là mừng khi mà những cái video hay là những cái thức phim mà Quỳnh Trung up lên được nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của quý cô chú anh chị vậy. Thật sự là Quỳnh Trung cũng rất là mừng. Thì tới đây thì chắc là Quỳnh Trung cũng xin được phép dừng cái video để cho bà cháu nghỉ ngơi. Thì không biết là Sáu còn lời nào để gửi đến quý cô chú anh chị mình không? Thì cô Sáu gửi lời xin sức khỏe mấy người, cũng cảm ơn mấy cô chú. Dạ. Sao không biết nói gì. Dạ mừng quá. Mừng quá không biết nói sao gì luôn. Sao chỉ biết cảm ơn thôi. Dạ. Thôi thì con cũng gửi những cái lời chúc tốt đẹp đến bà cháu, chúc cho bà cháu sắp tới là sẽ được mọi điều may mắn sao nha. Cảm ơn con, mai mốt con cũng được phước lắm Trung ơi. Dạ, con thì giúp được bà con mình, giúp được bé Cẩm Ly thì con cũng rất là mừng rồi sao nha. Sáu cũng cảm ơn con. Dạ. Sau này con cũng được ca mai mốt con cháu con cũng được ngấy nồi này kia. Dạ, cuối video thì Quỳnh Trung cũng không biết nói gì hơn ngoài những lời chúc tốt đẹp đến quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mình và đặc biệt là nhóm cô chú Hoa Sen Chân Như đã đóng góp hỗ trợ cho bà cháu của
Cẩm Ly đây. Quỳnh Trung cũng xin được phép dừng video. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở một cái video clip sau. Chân thành cảm ơn ạ.